bài Nuối Tiếc của chị Nam Sơn cố ý phối lần này là đơn giản, cứ qua được nốt, qua được nốt beat 1. Cái lý thuyết của bài này thì cũng chẳng có gì nhiều, nhưng tôi muốn đi lại cái phần học bằng La Mã. Thì tông La trưởng nó có La Si Do Thăng Re Mi Fa Thăng Son Thăng, về lại La. Thì nốt số 1 sẽ là La trưởng, nốt số 2 là Si, nốt số 3 là Do Thăng, nốt số 4 là Re, nốt số 5 là Mi, nốt số 6 là Fa Thăng, nốt số 7 là Son Thăng. Hợp âm La Mã mà viết viết hoa là viết lớn đó, đó là trường, còn viết thường á nó là thứ. Cái độc đáo của bài này nó có khúc ngưng già, ngừng tới 4 nhịp, tới 4 nhịp rồi, lúc đó quý vị có quyền improvise. Về sau quý vị tự chơi, tự improvise lấy, mình chơi nhạc mà. Tôi thì tôi thích một bài tôi có thể chơi cả ngàn kiểu. Ý là mỗi lần tôi chơi tôi không nhất thiết tôi phải chơi theo một kiểu, cho nên cái đó cũng bị nhiều người ta complain. Nhiều người ta kêu, tại sao mình chơi lần này khác, mình chơi khác, tại vì tôi là người và tôi đâu phải là máy. Và cái đó là cũng là cái hay, mình tìm ra những lối theo dệt, lối chơi riêng của mình. Mình chơi dứt rồi mình có một cái lối chơi riêng. Tại lúc mà improvise, quý vị để ý kỹ vô trong đó. Những cái bài buồn thì improvise khác, bài vui improvise khác, bài phấn khởi improvise, nó cả một thế giới khổng lồ. Nếu mình improvise giỏi thì mình sáng tác cũng giỏi, mà mình phối cũng giỏi, mình hòa cũng giỏi.